làm gì khi cũng màu đỏ da vàng. Có khác là tao thờ cờ đỏ sao vàng, còn mày cũng vàng. Nhưng tao sọc đỏ ba hàng vì thả la làng khi bày trận chứ đéo có chuyện ra hàng, phải không? Nam Long và Bắc Hổ hay tự mày thắt cổ khi Cửu Long tao bắt hổ. Thằng Rồng đang đấu hùng mày núp làm đến xấu hổ. Mà thơm tao cắt cổ tượng đại mày khắc đổ. Nhưng không, tao cho swag sự thống khổ cho việc đáp được chống chỗ giúp mày thanh lý môn hộ. Nhưng sao chém dao đầu tầm mày đổ đủ mẹ tất cả chúng mày cái loại ăn cướp double. Tụi tao mà đeo khăn màu tụi mày làm sao đổ xô lấy số. Mày chỉ biết ngậm cặp mà cười để phải kiếp hop anh lên làm bố hoài. Tao cố chống chế cho swag tao sang thành bác đem cả trời tân thanh đổi với gọi tao thành xác. Thành kiếm Facebook đáng lẽ chắc này tao không thèm mà nhắc mày. Nhưng không tặng cho mày bài chữ thì lại giữ chợ đồ nhắc thay. Phi thường không biết khác mà thành phi vào tường. Mày chơi skill như chó lát lên tự đập ti vào tường. Ấm sắc còn tạm được giờ tới cái chiêu mà âm view. Thiệt tình tao phải đâm chi suy nghĩ là mày muốn nói con cặc gì. Mày chả bao giờ phân biệt trước việc màu đỏ da vàng. Còn mày như lũ tàu khờ đem bản trắng đạn không hàng. Mấy thằng ngu thích logo bày đặt mà đu theo nó. Thì bỏ cái chữ N trên bờ vì mày bu cu cho chó. Còn ai thích gắn mát là CBA để biết chi làm con mẹ gì. Tốt nhất nên biến đi ra và cùng đủ mẹ mày. Luôn cho quát and đó. Tương tình mày còn nấu chân nên tao nhắc lần cho. Đừng đánh đồng và cũng đừng tự đánh đồng vì vài đồng. Mày để danh dự sách đồng với đam mê nó hâm phê nên bây giờ đã phản bội. Thì hôm nay là ngày cao việc rap underground phán tội. Mấy thằng lồn nghe tao dọn chắc này skill kính chỗ. Đạn hàng độc gãy cổ báo mày sọc nó chín lỗ. Old school rap chắc chắn là khó nghe. Nhưng kêu tao đổi hướng thì tao thả cho chó nghe. Và nhớ thôi có 8 đâu là cái nôi của rap. Nó có thể là chúng mày nhưng ai là cha của rap. Là đời anh thanh niên với vườn bông hồng đỏ. Và Việt Nam mi ghét sờ chứ nếu có thằng con hoang tên Swag. Và tao cứ rap cùng với homie tao ít hết những thằng nó ghét. Thì sao từ Nam ra tới Bắc đều biết gì. Tao là gia đình và không bao giờ phải đợi tới lúc người ta đạp đầu da mình mới ra trình. Mày cứ việc rình và ngó ê chó. Pháo đã nổ rồi đó. Nhưng đợi mày biết xong thì mày phong cả mạng. Tao lại pháo vào sâu cho thằng sâu siêu sao xả đạn. Yo, nghe tụi mày rap chưa từng quay. Con chó già mới đi từ cái đời mày rap chưa từng hay. Đừng có tưởng rap cái chục năm là mày đỉnh. Mày là một trong những phế phẩm mà GVA ngày xưa từng thỉnh. Nhạc mày hay mà cuộc đời mày vẫn chưa rút một xó. Hay lẽ chính GVA mày định mày đứng ở đâu con chó. Giờ VD đã chết mày mới dám làm anh hùng. Đứng lên khi đất nó sai đang bị tụi tao khoanh vùng. Rap plastic không những tài mà còn lanh. Chắc năm ngoái mày thi ra phép vì sợ giải nhất nên rút nhanh. Mày muốn phanh tụi tao rồi cuối cùng cũng đéo muốn thắng. Đối với Squad mày là bức tượng hùng dũng khéo uống nắng. Và bây giờ mày như con chó chạy rông. Những tổ chức đã đang chứa chắc mày thật sự có mày không. Chống lại cả ngày cuối cùng cũng chống lại cả đêm. Những thằng mất chất như mày chạy theo sự lất phất của fame. Đời xuất phát từ đất Việt Nam chưa ớt làm nên đất sâu sai. Những thằng chứng phát và những lắm bụng đất làm nên cái chất tao bao cài. Nên đừng có cắt tao sau ai. Nam kỳ lất phất ngôi sau mai. Cũng lâu dậy sống trong Việt Nam gặp phong. Vượt câu tao tiếp cùng câu bay. Old school dạy dỗ như đứa con Việt Nam dẹp hết tàn dư khi xuất hiện. Mọi thằng xóa đó đã được thiệt chi là lũ gian cư vì bất thệ. Nếu mày lấy us làm sân khấu thì bên anh cộng si của bọn tao. Đừng báo lời giấy giết mực còn kim lao bạn làm ngọn giáo. Nhà anh em mà tụi mày không nghe hay là muốn giáp phải cho mày nhận bom xăng đủ vào Việt Nam đã có giường ngầm cả chừng 5 năm 4 không còn cơm ăn. Nó tay nghe kịch tác này qua rõ ràng là tụi tao khác mày. Tham mỏ trang tin chi pha vào hồng trước khi đưa vô nhà xác này. Sao không nhớ ngày xưa đi theo quýt mà còn làm đéo nổi hết thằng kia. Người thì mày là nhất tới cái mặt trà đất xong rồi coi ghém mày bầm kia. Đừng quăng đầu vào không đăng ký sự ngày càng cao khi tăng ký. Rõ ràng bốn thằng lồn động tồn động đặc biệt nhưng cứ cần quăng đi. Thằng mày cái chết chỉ là one piece. Tụi mày nổi tiếng là nhà anti. Nước đồ cá giống trong nồi nước nóng mà đòi gây biết với one piece. Thiên tài binh lược chỉ là khang hy. Bọn mày chỉ mãi là tụi mang gì. Mọi giờ trong rừng trên trò bày đặt cơ hội kiếm cớ hả quên đi. Những lời tao nói nên ghi vào giấy là từ đấy mày dùng mà mang thi. Trong mấy cỏ rác như một thằng nhỏ khác nó có cái đầu để trang trí. Hợp đồng vu lồn mày trang trí. Sorry khi chi đốt hàng khỉ. Thời xác nhộn nhạt trước gió. Tao thấy linh hồn con chó đó đang quỳ. Hip hop với tao là tình là nghĩa là quần mặc thủng và áo xe to. Với cái thằng con chích mất chất đồ bỏ sớm muộn rap bị cũng sẽ lại bỏ. Tên của tao giống cục sida nó nằm trong bụng con mẹ mày đó. Nên đẻ mày ra ấy nam ấy nữa cũng thêm bộ tóc y như là chó. Rap tụi mày hay như số 8 có dấu bằng và thêm chữ D. Đâu tao đã nói cho nghe tao rap còn được mặc dù đã nhiều năm bỏ bê. Đôi mi mày cũng sẽ nhỏ lại chắc thể vì 083 đã về. Từ đầu trong chiến mày đéo ra chuyện bây giờ hãy xem tụi tao trả lễ. Rồi Kitty ổ lộn Vicky mày thích đến chi nhưng mày đéo có tuổi. Đừng quên cam mờ mày cứ chờ tiếp đây khi trận đỏ của mày vẫn y như buổi. Khác biệt khi đôi nam chắc thật là xin sẽ xét mày bằng rap này thành xét mày vắng các nghiệp về rap thành ép tao xét mày nét quấy. Nãy bác lên nồng nhắm thằng không để tên hồng bấm tao khoanh nó sai ngay giữa trọng tâm thách mày thoát khỏi được vòng cấm. Dâu bích của mày bị cơ tao bích về nhà tự xích tự xoa rồi bích đủ vài dòng chú thích tao có sự chích thú biết lẽ anh đéo có thích. Westside Conan, Westside Conan, motherfuckers stop coming 'cause they scare my ass. Westside Conan, Westside Conan, if you people have a brand you want it fucking swag. Westside Conan, Westside Conan, nếu thay sợi tụi mày có não thì cần công cạc như swag. Westside Conan, Westside Conan.
Mà thì đây là kẻ đế chế và cơ thời của tao mày có tính từ lâu lắm rồi. Thì đời mày chẳng là thằng mày như là kết quả vẫn thế. Nhắc tao mà tao tất cả đều cấm cả tay. Mà thằng cha đã bơi vào đây và tao không chống cả hai. Đang còn phải còn chồng mấy con chơi lát vào nhà. Cho mấy thằng ngu này mà thằng ngọc khi tao đổ thác vào mày. Mày thác vào mày nên mày không biết mình đi vào đâu. Và tao mới cười khi mày cười lô đà bà. Tao mày có cho mình đúng là chỉ đi làm bà để cho người vừa tình là khác nào sai. Thôi tụi mày tao hỏi mấy thằng đó khác nào đây. Đẳng cấp tao là cùng cấm còn đâu tụi mày là ngay. Đã cho tụi mày tao mới thằng hết tụi mày đã là sai. Cũ và mới thì đây bây giờ đi chung đường. Nhưng ví dụ là bây giờ tao mới biết chỉ trở lên được không tưởng. Mid và sao rồng quy tụ và tao dạy cho thằng thiện biết phát rap thật thụ. Lấy đâu mà thằng mà mày đi dành 5 năm làm giao máy cho tụi tao cho mày 15 năm. Không thì mày được cái chất nữa bây giờ đi lối khác. Rap nó sao bây giờ tụi mày thôn nên cho lấy cái lòng nào đối tác. Bắt tao kể được số rác việc ra phải cho miền Nam để mà tìm được lối thoát. Mày vẫn có nóng như mấy thằng đồng bóng để gọi nhịn được một cái gì không? Ốc của tụi mày như ốc tao bắt dưới sông bằng lá sắc sổ. Trình mày quá cũ nên tao đem cắt tổ. Giờ cho mày biết thế nào là bất ổn. Hãy như lấy thất bại rồi về nhà ấm ức. Chẳng biết phải được về ngoài ở mặt và đóng thức. Rồi bọn tao quá hay cũng có sự ngon nặng. Còn tụi mày quá dở về cái bo ngon nặng. Si trước giờ vụ sống từ con hẻm nhỏ tới thành đô. Còn tụi mày đứng trước tụi tao như cây sức bão với cành khô. So sánh tao và mày là một trời một vực. Nếu muốn hạ bọn tao thì chúng mày ngu thật. Tao một lũ sao lồ mà xuống này ba hoa đập tụi mày chết mẹ của tao đã là xa. Có bao nhiêu đấy thôi mà cứ tự tin như là có tết. Chiến động trên mai cho cố thôi. Bây giờ tao cho cả lũ mày đi câu nét. Tao thích bao đêm tao biết thay đổi. Chúng nó căng mắt mà chờ giải học. Cứ chắc là cái bộ phận ngu phá tụi mày thắt tên này. Nếu tính nhân thua là nhờ cái giọng thua và hét. Tụi mày fan K-pop hay fan bóng đá. Tụi mô sợ trời đâu bơi độ xe mà chịu đéo nổ lại than nóng quá. Để xem có ai ở C và C tâm đi con người. Ai nam ai nữ rất biết đặc gì. Mà cái đi con mẹ của thân trong đầu mày mang cái chứ. Ê ê ê ê này các lão đại đừng có đu xe điện mà điên xe đủ. Lần này vũ qua bắc bộ khi mà C đã có phá tụi mày chờ chúng mày chỉ có thấy mày mù. Hằng ra tấp làm gì cho cây cầu nó sang phải nhất. Mà cái đầu xuống cấp mà đang còn thích nhanh thì được dài trên bàn bài chắc phải căng ba lớp. Đừng có nào với núng ta mới đánh bằng câu cho nên cần phải dùng đến sao với súng. Tất cả ta với chúng đó cái lao tới hứng thì tôi cứ chiến chứ sao phải dừng. Nhạc si phàm sở ôi thiên tài quả thật đúng là thì đéo có ta chỉ sợ chỉ cùng như gì đã nói mà đừng có bằng miệng thật đéo có sai. West side go net, west side go net, motherfuckers stop coming cause they scare my ass. West side go net, west side go net, if you people have a rant you want it fucking sweat. West side go net, west side go net, thời sự tụi mày có não thì cần công khắc gì swag. West side go net, west side go net, thử mày đúng vào đất miền Nam cho cho hồn lìa khỏi xanh. Đây solo với tao mà chẳng cần mang cái mic trên vai. Thì mày là rapper chính gốc không cần hô hào mày đang bên ai. Vì nói với tao khi chơi phải máu chứ không lên mạng gọi phím cãi nhau. Tao không ngồi im để rap thói chào như bọn tụi mày anh hùng khói gạo. Gọi tụi tao là We are Southside. Người luôn giữ lập trường cho rap là tụi tao đây. Nhạc như ai tìm cái lại cái thì chắc của tụi mày tự hỏi làm sao. Real và độ mãnh liệt trong gang của tụi mày không có thì nhạc làm sao. View chửi mày ngu học. Trình đáng cầm cu dọc hay muốn lang thang để thu vào. Cặp hàng như tao nhờ thu vọng cho nên việc rap mới được. Chứ bây giờ tụi trẻ tay cao miền Nam nhau. Mỗi khi tụi tao bắn pháo thì mặt tụi mày giống như gà ham. Thóc nó đột kích làm nhọt đứt con này. Tao sẽ cột xích trình hộp bích. Muốn cột nhích thì để tao tặng cho một ít chất xám để viết ra vần. Chứ không ngoảnh quạt tao lao như mày đâu. Mày gọi tao là trẻ trâu nông thôn thì để tao gọi mày bày trâu. Bước ra bước bắt đầu cho mày thành cho rồi mới đường tụi tao đi ngang. Và đang đe di phong đi tham gia giết chim từng tàu lao bi quan rap. Mang theo liều thuốc độc và đang ngắm bóng người tao sau khi tan. Bắt đầu bao di thang vì Nguyên An giết tụi mày cho nhà bao vi tan. Thay nhau ghi bàn và sau sai quy hoàng. Tao mặc áo white ti choàng cờ đỏ và hút đi vàng. Cho mày làm những điều vi phạm mà ông nhà đông bắc này quy hàng. Bắt đầu mày biến đáo ngày càng thành nên nếu mà cảm muốn hát và thiên đàng. Lên sàn giải thích cho mày khi khác còn swag thì tao sẽ tát. Nghe thằng nào mà muốn ăn rác cho tao đàn sang Việt Nam.